ព្រះបរិយាស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានដោយក្តីគោរពពីចម្ងាយក្រុមការងារវាយការប្រជុំនៅការលើកទឹកចិត្តនិងនីតិអប់រំបានពលត្រឡប់មកជួបព្រះបិតសាជាថ្មីសូមព្រះបិតរីករាយនឹងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីដូចតទៅ សម្រាប់អត្ថបទដែលខ្ញុំនឹងដកស្រង់យកមកធ្វើការជូនទៅកាន់លោកអ្នកនោះគឺនិយាយអំពីដែលទាក់ទងទៅនឹងចិត្តវិទ្យាអានចិត្តមនុស្ស ជាការពិតណាស់នៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទំនាក់ទំនងធ្វើជំនួញស្នេហាមិត្តភក្តិអ្នកជិតខាងគឺយើងចង់បានឯកការយល់ចិត្តយល់ថ្លើមមួយប្រកបដោយភាពស្និទ្ធស្នាលនិងស្មោះត្រង់ចំណុចនេះចិត្តសាស្ត្រគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ពីចរិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងនិងការរស់នៅនោះប្រកបដោយភាពចុះសម្រុងនឹងគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូនទៅកាន់លោ
miền ạt tạ chất mà đôi khi nụ tì. Dương bà hai chị thlọc bàn lư chị nhật ngọc hai thá bật tốt bây chìa rô nơi chùm mùi khi nụ rộp sập chân của đói. Tại sao mây nâng phía đi dìa còn nơi ta mình dốt chật khi nìa. Tại anh ta chút bà cây khi nìa chì nịnh. Rước ở bộc mặt đái tại anh ta rô ưu thá mình dốt bì côn toàn tờ sò. Hết ở với bàn chì côn miền bà bà tờ cam phai phai đủ chân nế. Đói bằng riêng ai thua rương lò lò bài chì mình bà thua tàm. Hai rương đàm mình lò bài chì cho chật thua tờ bình. Chùm nách nơi kinh lãnh thua ca huynh bọc côn chì chẳng bị bạ chất đời xa tay mình trời kia cho mùi cho vài nì. Đời khá sơ tay xông lia chốc bị ca nghe tiệt phòng. Chùm nách cho vài nì huynh khăn nâng côn cháu đai bình chí ở thua ca bạp nì. Tại bài chia chanh mốc tư thua bạp nụ tử huynh. Mơ tờ hạ đôi chí mình bàm bà khua các bác nông ca thua ca nụ tì. Rưu ra từng ổn ní việc cạt mình lạc đời xa tờ ca mình dốt bị kì tờ huynh tờ mộc. Mà dàng tiết bánh ha đại ban ở dây mốc nì. Rồi mình cạt mình lạc nơi bếp đa mình ưu dưỡng. Mơ khuôn ảnh thà, khuôn. Chia mình ưu sống khánh, đăng cục rường. Chia chờ cọng dụt tí thó, đại đăng chụp bà. Pì rương đại trầm trời tiếng buồn. Có phần tài miễn tích tuyết nà. Đại kết bì chờ rà nà tiện tốt nâng khuôn ảnh thà. Ta khuôn ạ, bật chì lọ đôi chào vậy đại khuôn bàn kết mẹ đà rưu tế. Rước tăng tài kết thà mình ưu cục khuôn ưu cục tam bật tay mình nuôi dưỡng mình nè tay miếng propon đi cà cật miếng propon đi cà mờ khơi bị phập lửa khó khó khi đi tiếng o sông bay tới bom pháo nương khnì ở đây là khung cung rusa tại bụi cỏ đào mình nè sắt tay miếng bị thi sa khung cà mờ bị phập lửa khó khó khi đi tiếng o cả đại mình nuôi dưỡng ai chơi pi propon đi cà mờ bị phập lửa nương propon đi cà cật bom mình nè tiệt bán nương chưa ai dưỡng chơi nương ai pân sman âm pi pratikam bom mình nè nuôi bán bởi dưỡng ai mờ chật bom spa mây nương phe đi gì áp bốc mà đai được cồn chào vay được con chào bán dương đang ai phân smart đàn thả bởi dương để dạy bài đi tái phía kia mà khang tiệt nâng miếng pratikam top một bên bài nào đại vi chỉ cam mũi đại thưa ở miếng phía ngưng chong rồi sai bật từ chỉ bị xe nhẹ đại chi ở bụng mà đài nâng vô lòng pi con được bọc luôn bàn căn tới chụp bà nâng mình bằng khăm con hô bồng đàn pi nụ tì hai con mình thu được lông trong bộ vị này rồi họ đã khỏi mình nụ đài bởi dương vô pi kia từ bên tâm bốc ai phân smart pi pratikam được bọc kia nâng kia bán nâng đăng thà ta trai nâng dây nâng thuốc bạp na cho mùi mình nông bạp hếp xìm xìm. Nước ca chú tuôn tên bạp tu sẵn rai khí nâng khăn cổ xa nâng khăn xung cung ong gặp hiếp nâng trời thòi cho. Tuy từ vinh dương nâng ảnh đặt dô chất chê xâm rộp xâm rốt nâng chê thân ạ thân ôm chất nét đợt tì. Nâng bên nụ hơi dương nâng ai rô nâng cho mùi khí nếp bạp đau xì kết đầy sốc nâng lơ mô lột thà nâng ca dô chất chê chưa mình khàn. Vì cứ chưa được ác khởi sở bóng phót đại mà nông phía chả mừng sqa khuôn ai nụ tì. Vì bố kê tăng ta xâm lăng mơ nâng bị phía nhạc đợt tây sư tư cực đằng hàm chân chồn. Hỏi miên tích nà, đại dương bài mốc bị chả nà lơ khuôn ai nhạc bàn cho bà loa nụ. Dương sư tăng mặt bàn sẵn kê tức mốc, rước cơ sai phân hệ được bóng mặt nụ đại nơi các bài khuôn dương. Đôi chìa ở phụng mặt đáy bóng phá ô nơi khăn ông cừu xa. Vì bố dương khinh bộ quát chỉ riêng loạt ngay tăng bị cát mốc ra hồn tốt bài chữa bàn. Nè khá sư tăng mặt bàn sẵn kê thả ta, dương bẹo bàn ta bỏ vây. Vì bố dương bẹo viêm mô tức bị tội. Dương sư tại mặt bàn sân kết ông bị bà bọn này càng mưa bị phụp lô bà bọn này càng kết nâng đi sai rồi bọc luôn dương thà ta miên cầm hò rước cầu miên cần lãnh để trời cài bài trong nàng nụ tì bị bà dương xóm chì mùi nâng vì rước kết thà vì kỳ dịp này mùi nâng chì vật rồi bọc dương thờ hời tớp tại sư tại mặt bàn kết trong phát bắt đầu bà bọn này càng kết rồi bọc luôn đời xa tại dương kết trên địch thà chì đi sai rồi bọc dương tăng bị cầm nợ mình ai phát bắt đầu bà nụ tì trong sạp cốc có sạp cốc tớ bà mình sạp cốc tớ có mình thuầy đài bà bếp thiếp bà bò này ca kết rồi bò mình nú. Cứ bếp bạch đôi chìa plơ, đại dương đai chìa riêng rồi thằng ai nì anh. Mà nẹ, ta anh ta bà plơ đọt đài, bà lãng tam plơ đại kê sqoàl.
Các kết đọt đài đọt đáy mình ai chui áp hiệp vọt bởi nhà xe mà rất đầy nâng phiếp chạy bởi kháng ở rõm bàn ưu tì. Hai thaym tiếng khai tới chiến đi xây chọc luôn nâng bị bạc cài bài tiệt phòng. Dương ai xa nơi than bây bởi cá tẹt tôn từ nâng trả đất này xây rồi bỏ mạng nụ. Cứ tìm mùi. Mẹ mạng nụ chư trả nà đầy xua khôn ánh tới chương xua nhẹ đợt tì. Bánh hà xa bỏ nập hiếp đỏ rám rai rồi bỏ mạng nụ dương. Cứ ca mạng ai tẹt tôn khỉ bàn. Cá đã phía kì mạc kháng tiếp chi dương bình châu cầm nất ở rộp bọc luôn. Ai phía kì mạc kháng tiết kịch, nị dây nâng thử. Ai đôi nào vậy đã chất rộp bọc luôn trong bàn nú. Bà đôi chân này là tập hóa đánh tựa bán cư miên tùm đoàn nâng khí nếc miên tì bình chọc. Bê đã dừng dùl, bị ọc bạc nị xay nâng bọc bọc nị ca kết rộp bọc luôn hơi. Tớp ai dùl bị nị xay nâng bọc bọc tựa cam rộp bọc nẹ đợt tầy bàn. Bị nị xay mà nụ bị bác nông kép lạp đô nà. Phnom ai rồi lốm khai tựa chết thân nào bàn. Tuần lễ ai phát đô mong dịp lời đào bàn. Có phần tái, đi xây rộp bọc mà nụ bị bác cài bài. Lưu tra tại vực hát cầm lăng chất, nâng cầm lăng xảy thị bốc rùm cho mùi nâng cả đấng. Cài dốt bị cực giang được nông lục. Tiếp ai phát đô đi xây nơi phát tại tâm trớ. Nông phát đầy là ô bà xá. Nâng tự rộp phát đầy chiêm mừng côn xâm rạp chí vật tiên cho bốc luôn ai nâng nẹ đồ tầy. Chúng nói tiếp bấy, mà nụ đầy dốt bị cho rắc bà mùi cho bà lùa. Nâng ai dốt tớ bà bật bà nụ, nâng khai tới chiêm mừng nụ. Đại mà nụ cực khá nê cổ rộp sở lãnh, nâng miên tùm lục trật. Nâng đăng bí vị thi nơi dây sẽ đấy, nâng bằng hai nơi bà tạc cắm. Trong bộ mà nụ cực rộp hệt, tiên khăn ông cầm rất đầy khá bồ chiến, mà khá nê nâng tiếp chừng khuôn. Lần tập hóa cư nẹ, công bông mà đồ nê sai phiếp chỉ nẹ đặc nôm giang bất bà gót nâng khăn ông chất tùm nẹ. Nâng bê nụ, liếp xâm nàng, việt xa nâng bà rà mây, bà gót chê cài bên lăng trong bộ nẹ. Bị bản nọ việc cực cơn xâm rạp mô lực thàn cử đại công vông nâng răng mồm xâm rạp chư vứt đại miên sức đầy sóc nâng chục chây tờ hài công nất đại tiện tương tân nâng bọc hết đại trả đặc mạng nụ miên bà mùi bọc hết tì mùi cư rì kẹ trả đặc cư chia sập hiếp chất đại chôm chung biện nâng rút xâm lến khăn ruôn nâng xâm phò tì bì tù trả đặc cư chia sập hiếp vẹp chất đại chập khăn chạp chèo chào nì dây khó tay mười mắt co mần bàn đài tì bấy mô hào trả đặc cư chia trả đất đại tánh tầm biến phiếp ngọn nguy sáng ngạp sắp ở đây có sáng sao chỉ nịch tí buồn vì tất cả trả đất cư chia sắp hiếp trả đất đại miến còng bó trở bốc trở bó nâng sắp mốc mạnh sớ tại cực đoàn hàm trình trồn tí bàm sắp thiê trả đất cư chia sắp hiếp chất đại miến bạch nhà ở đây cô ca rồi bọc luôn bàm tên chia dìm chùm đôn ai khuôn ai nâng nẹ đọt tay xâm rạch cô đại nụ nâng tí bàm môi cư bố thị trả đất cư chia sắp hiếp nơi chất đại sừng cột ngôn từ lơ ca pra pra bạch nhà khôn ca bạch trả đất cứ được hạt phòng mà đọc rái, bánh hạp xe mê xe nè không chỉ vật. Tiếng chỉ vật khá lùm tốt, nâng chỉ vật cả nghề. Bởi tiếng chạp ở rõm tới lỡ ca lực cầm phu, nâng áp hiệp vọt xa mà rất đầy tiệt phòng. Tiết tha trả đặc nè không đầy ní, miền đầy thá sập hiệp chất, rập bỏ mạng nụ, đại bởi bởi tới tam thòm một chiệt. Vì các bánh chai trả đặc mạng nụ chia bởi mùi bởi phê thông thòm nụ, nẹ nâng ai sẵn kết khuyên thả, ta khô nẹ, nâng miễn bộ phận tất cả bài ná hãy trở được những mối mối miễn quân sản bát nâng quân bị bắt giang nạc là bản thân quay đại sống khăn bằng phốt bà khuôn dương chiếm bản đồ trở được nụ ta không biết vị trí cài bài nâng đọc ra giang nạc là ta dương ai tiên dục phó bởi giói bị trở được nụ bàn đời rồi biếp ná bản thúc bây chiếm bản đồ mà nẹ miễn trở được chỉ trang xong khăn đi khỏi đói ta còn nâng miễn trở được mùi để ai lịch lôi chừng kỳ nơi khăn ông rửa bên mùi mùi nơi khăn ông trả chịu vật trở được đợt tây tiết đại chia trở được xóm nâng khai tây chia trở được đại lịch lôi phim nơi bệnh đa mạng nụ mà nẹ nụ chụp bởi đường vị bát ở đường cập chú chí vật. Tuy tự bình, bệnh đa chí vật miễn phiếp bởi châm ràng rung rực bằng phọt nụ trả rắc xong ở đường có trả rắc rong có ai khai tới chia trả rắc đại lệch lô bàn đài. Sở rốt lệ cả nạ trả rắc tiền bà mùi. Tì mùi, mạng nụ đại miễn bà phết trả rắc ở đường kẹ trả rắc. Nhưng ai xâm co mạng nụ bà phết ni đòi miễn lệ cả nạ đôi khánh cọng miễn bọc lực lệ cả nạ là o xâm lên bí rút tuần phun chọp chung bẹt nâng xâm ro phiếp ai là hềm phiếp bí rút nâng phiếp chẳng ảnh mình sẽ cho chất kết tái cho chất ca sở mây trong nội khăn miễn phiếp bởi nật mà nụ bởi phết chả đặc ni chiếc bởi phết mà nụ đại miễn lạc nạ bởi nật là ạt là ơn bù cài xứng kết bù cài bởi mô tình này miễn bọc lực lạc nạ nâng mộc mọt thuê ai nhận đợt tay sở lãnh cho chất nâng sáng ai sở xài xong đây bí ru ai cho xâm rong nâng mà nụ cực khỉ bù cài tùm nẹ tùm nông ca nghe tùm nẹ tùm nông xa thị rần á nâng ca nghe đại trái bà bọc lực lạc nạ trong nước sau mà nụ khăn ông trả đặc bộ phết này chia mà nụ khăn mình xảy ra thị bị bạc nợ khăn ông ca thua cách cả thông khăn mình cầu đời nợ khăn ông chí vật khăn mình phiếp trên nhạc đặc nóm bố cái kênh chất nhạc đợt tây nâng khoa cổ cả kết tài bì rương bóng bênh xâm phoa tháng prám rồi bọc luôn cứ rút xâm lên khăn ruộng nâng xâm phoa cho chất nị dây biếp bì ruộng
ែមិនមែនជាពាក្យពិតពូកែខឹងពូកែច្រណែននិងចូលចិត្តប្រឌិតវិធីដោះស្រាយពិចារណាពីទស្សនៈកំហុសរបស់ចរិតដែលខ្វះសមាធិវឹកហាត់កម្លាំងចិត្តឲ្យមានភាពរឹងមាំរកគោលដៅឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតពិចារណារបស់ដែលគ្មានប្រយោជន៍ទាំងឡាយនៅក្នុងរាងកាយមនុស្សដើម្បីកាត់បន្ថយភាពជាប់ជំពាក់និងរុកសម្លេងក្លិនរសនិងសម្ផស្សលក្ខណៈមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងចរិតទី2គឺទស្សចរិតយើងអាចសម្គាល់មនុស្សដែលមានចរិតទស្សចរិតគឺមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនេះទី1ចិត្តមានគំនុំឆាប់ខឹងរំពឹងថាពិភពលោកនឹងត្រូវតែដូចអ្វីដែលខ្លួនឯងបានគិតនិយាយត្រង់ត្រង់តែចាប់កំហុសរបៀបនិយមនិងតឹងរឹងនិងច្បាប់ទម្លាប់តែងខ្លួនស្អាតបាតដើរលឿននិងតម្រង់ទៅកាន់គោលដៅចំណុចខ្លាំងលះបង់ដើម្បីការងារមានវិន័យខ្ពស់ទៀងទាត់ពេលវេលាពូកែវិភាគសម្លឹងមើលអ្វីត្រង់មានសភាពស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដទៃនិងអាចពឹងពាក់បាននិយាយម៉ាត់ណាគឺម៉ាត់នឹងមិនសូវលោភលន់ចំណុចខ្សោយចិត្តសៅមងក្តៅក្រហាយគ្មានក្តីមេត្តាមិនគួរឲ្យសែបគប់និងគ្មានបារមីគ្មានគំនិតច្នៃប្រឌិតសាងវិច័យកម្មជាប្រចាំងាយនឹងមានជំងឺទី3មោហចរិតមនុស្សដែលមានមោហចរិតនេះមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមស្ពឹកស្ពឹកថ្មឹងថ្មឹងធុញទ្រាន់កៅភ្នែកប្រកបដោយក្តីទុកព្រួយនិយាយស្តីសម្លេងតិចតិចទន់ភ្លន់ញញឹមញញែមមិនសូវខឹងនឹងអ្នកណាឡើយមិនសូវចូលចិត្តចូលសង្គមមិនចូលចិត្តធ្វើខ្លួនឲ្យលេចធ្លោដើរគ្មានកោដៅគ្មានការព្យាយាមចំណុចខ្លាំងមិនរវើរវាយងាយយល់និងច្បាស់លាស់ចំពោះរឿងរ៉ាវផ្សេងៗមានអារម្មណ៍រមែងសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវពូកែធ្វើការងារជាពិសេសការងារប្រចាំថ្ងៃមិនសូវកើតទុក្ខឬកតបប្រមាល់នោះទេគឺមនុស្សល្អជាមិត្តគួរឲ្យសែបគប់មិនធ្វើបាបអ្នកដទៃចំណុចខ្សោយគ្មានភាពជឿជាក់សម្លឹងមើលខ្លួនឯងទៀបជាងការពិតនិងបន្ទោសខ្លួនឯងជានិច្ចឆ្លក់វង្វេងនឹងរឿងរបស់ខ្លួនឯងមិនចាប់អារម្មណ៍រឿងអ្នកដទៃមិនរៀបចំប្រព័ន្ធគំនិតធ្វើហាក់ដូចជាគ្មានចំណេះដឹងគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំមិនចូលចិត្តធ្វើឲ្យលេចធ្លោសមាធិខ្សោយហើយខ្លីឆាប់ធុញអារម្មណ៍ទន់ជ្រាយពូកែទូចិត្តទី4វិតកចរិតមនុស្សដែរមានវិតកចរិតមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមនិយាយយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញមានគំនិតរវល់រវាយស្ថិតនៅក្នុងពិភពនៃការគិតតែមិនមែននៅក្នុងពិភពនៃការពិតនោះទេសម្លឹងមើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវអាក្រក់ថាអ្នកដទៃយកប្រៀបលើខ្លួនធ្វើបាបខ្លួនមុខក្រញើមិនសូវញញឹមញញែមជ្រៀតជ្រែករឿងរបស់អ្នកដទៃប្រកាន់ខ្លួនខ្ពស់ដោយគិតថាខ្លួនពូកែចង់ដឹងគ្រប់រឿងអូសបន្លាយពេលវេលាចំណុចខ្លាំងជាអ្នកគិតថ្នាក់កំពូលយល់អ្វីៗបានច្រើនជាមនុស្សដែលពូកែនិយាយពូកែជំរុញទឹកចិត្តមនុស្សគឺជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យជាច្រើនជាមនុស្សម៉ត់ចត់ដឹងពីរឿងលម្អិតជាច្រើនមើលឃើញពីកំហុសបន្តិចបន្តួចដែលអ្នកដតីមើលមិនឃើញចំណុចខ្សោយមើលតែចំណុចតូចៗផ្លេចរូបភាពធំផ្លាស់ប្ដូរគំនិតគ្រប់ពេលវេលាមានកោចំហមិនច្បាស់លាស់និងមិនគោរពពាក្យសន្យាមានតែគំនិតគ្មានមនុស្សចេតនាគ្មានវិចារណញ្ញាណរារែកនិងតែងតែសម្រេចចិត្តខុសតែងតែឆ្លោះប្រកែកធ្វើបាបចិត្តនិងយកប្រៀបលើអ្នកដតីមានសេចក្តីទុកព្រោះតែមើលឃើញតែបញ្ហាមិនអាចរកវិធីដោះស្រាយបានចរិតទី5គឺសទ្ធាចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលមានសទ្ធាចរិតមានដូចខាងក្រោមប្រកាន់មាំចំពោះបុគ្គលគោលការណ៍ឬជំនឿគិតនិងនិយាយដដែលចំពោះរឿងដែលខ្លួនជឿនិងមានសទ្ធាគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អគួរឲ្យទុកចិត្តនិងប្រសើរជាងអ្នកដទៃជាមនុស្សប្រកបប្រជានិងមានគោលការណ៍ចំណុចខ្លាំងមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងនិងរឹងប៉ឹងលះបង់ដើម្បីអ្នកដទៃជានិច្ចចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងនិងសង្គមឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងជាងមុនមានកម្លាំងជំរុញដ៏មហាសាលនិងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំចំណុចខ្សោយត្រជាក់ស្រាលជឿលើជំនឿជាហេតុផលងាយនឹងត្រូវបានគេបោកប្រាស់កាន់តែមានសទ្ធាខ្លាំងប្រាជ្ញាកាន់តែអន់ថយចិត្តចង្អៀតមិនព្រមទទួលគំនិតណាដែលខុសពីគំនិតរបស់ខ្លួនមិនសម្របសម្រួលមើលឃើញលោកនេះតែពណ៌សនិងខ្មៅតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅដែលខ្លួនគិតថាត្រឹមត្រូវនោះអាចធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងទោះបីជាត្រូវប្រាអំពើហឹង្សាក៏ដោយទី6ពុទ្ធិចរិតមនុស្សដែលមានពុទ្ធិចរិតមានលក្ខណៈគិតអ្វីដែលមានហេតុផលមើលរឿងទាំងឡាយទៅតាមសភាវៈជាក់ស្ដែងមិនប្រឌិតព្រមទទួលនូវគំនិតដែលខុសពីគំនិតរបស់ខ្លួនស្វែងរកចំណេះដឹងពូកែសង្កេតមានក្តីមេត្តាមិនយកប្រៀបអ្នកដទៃមុខមាត់ស្រស់ស្រាយភ្នែកមានពន្លឺនិងមិនកាត់ទុកចំណុចខ្លាំងអាចមើលឃើញហេតុផលបានច្បាស់លាស់និងដឹងពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវមានការប្រកាន់ខ្លួនទៀបបើកចិត្តព្រមទទួលការពិតចិត្តស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នមិនជាប់ជំពាក់នឹងអតីតកាលនិងមិនបារម្ភរឿងដែលមិនទាន់កើតមាននៅថ្ងៃអនាគត
អភិវឌ្ឍនឹងការប្រែខ្លួនឯងជានិច្ចវាគឺជាកល្យាណមិត្តសម្រាប់មិត្តគ្រប់រូបចំណុចខ្សោយមានភាពស្ទឹកសពុនមិនត្រូវការការអភិវឌ្ឍផ្នែកស្មារតីជីវិតមានភាពរលូនរហូតមកតែប្រសិនបើជួបនឹងធម្មពលអវិជ្ជមាននឹងមិនអាចគេចយករួចខ្លួនបានឡើយគ្មានភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្មានកម្លាំងចិត្តគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអូសទាញមនុស្សនោះទេលោកដូស្រីប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីនីតិផ្ដល់ជូននៅការអប់រំនិងការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រុមការងារវាយខ្ញុំពេលនេះសូមអនុញ្ញាតស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសង្ឃឹមថាអត្ថបទនិយាយអំពីការស្វែងយល់អំពីចិត្តមនុស្សក្នុងពេលនេះអាចនឹងជួយមួយចំណែកធំទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជាការពិតណាស់ការរស់នៅជាមួយគ្នាប្រសិនបើចង់ឲ្យចុះសម្រុងលុះត្រាតែចេះយោគយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងឲ្យគេយល់ពីចិត្តរបស់អ្នកត្រូវតែយល់ពីចិត្តរបស់គេជាមុនសិនអ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺអ្នកត្រូវយល់ចិត្តរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ហើយយើងគួរកែប្រែអ្វីដើម្បីតម្រូវទៅលើចិត្តរបស់អ្នកដែលរស់នៅជាមួយក៏មិនមែនមានន័យថាអ្នកត្រូវតែផ្គប់ផ្គុនអ្នកដទៃគ្រប់យ៉ាងដោយមិនខ្វល់ពីខ្លួនឯងនោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកក៏មិនត្រូវអាត្មានិយមរហូតដែលផ្គប់ផ្គុនតែលើចិត្តខ្លួនឯងដែលភ្លេចគិតពីអ្នកដែលរស់នៅជុំវិញខ្លួននោះដែរមនុស្សដែលចេះយោគយល់ពីអ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងទើបអាចរស់នៅបានយូរអង្វែងនិងមានក្តីសុខនិងប្រកបដោយភាពជោគជ័យក្នុងចរិតរបស់មនុស្សទាំង6នេះតើចូលចរិតរបស់លោកអ្នកមួយណាលោកអ្នកអាចធ្វើការពិចារណាអំពីចំណុចខ្វះខាតនិងចំណុចដែលគួរបន្ថែមដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរហើយប្រសិនបើចំណុចណាដែលលោកអ្នកគិតថាវាមិនល្អវាអាចប៉ះពាល់ដល់បរិបទនៃការបំពេញការងាររបស់លោកអ្នកហើយលោកអ្នកគួរកែប្រែបានក៏កែប្រែក៏កាន់តែប្រសើរក្រុមការងារវាវមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលត្រូវផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ដឹងថាមានកម្មវិធីអ្វីខ្លះផ្ដល់នូវភាពរីករាយនិងផ្ដល់ជូននូវចំណេះដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះសូមប្រិមិត្តចូលទៅក្នុង link description និងឃើញអំពីកម្មវិធីដ៏សម្បូរបែបរបស់ក្រុមការងារវាវមិនខានឡើយសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រនិងការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមិត្តតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា